Vì con là tất cả là hội thảo cộng đồng hoàn toàn miễn phí vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn hỗ trợ các bậc cha mẹ cách thức nuôi dạy con thành công. Không chỉ được chuyên gia tư vấn cụ thể cách giúp con phát triển tốt cả cân nặng, chiều cao, trí thông minh phù hợp với lứa tuổi, cách lựa chọn loại sữa và chế độ dinh dưỡng phù hợp, các phụ huynh còn được giải đáp ngay tại chỗ những vướng mắc trong quá trình chăm sóc trẻ, đó là cách phòng và xử trí bệnh thường gặp, tâm lý của trẻ theo độ tuổi, cập nhật chế độ tiêm phòng. Chương trình cộng đồng có ý nghĩa thiết thực này do kênh phân phối docmỹ.vn thực hiện với mong muốn cùng đồng hành trong hành trình nuôi dạy trẻ vốn không ít khó khăn.